chào các bạn, mới đây hãng Xiaomi đến từ Trung Hoa đã trình làng thị trường công nghệ smartphone mới phổ cập phân khúc tầm trung của hãng với tên gọi là Mi 5C. Đây là sản phẩm đầu tiên sử dụng con chip độc lạ do chính Xiaomi sản xuất, đi kèm camera chất lượng tốt, nổi bật trong phân khúc tầm trung. Các bạn hãy cùng đi review chiêm ngưỡng dung nhan cũng như sức mạnh của Xiaomi Mi 5C qua video sau đây nhé! Sản phẩm sử dụng bộ cánh kim loại nguyên khối chắc chắn, sang trọng cùng 4 góc vắt cong mềm mại, hỗ trợ cảm giác cầm nắm thao tác tốt hơn so với Mi 4C tiền nhiệm. Mặt trước bao gồm camera selfie, loa thoại, cảm ứng tiệm cận cùng phím home thích hợp cảm biến vân tay. Còn camera chính kết hợp với đèn flash LED cùng logo thương hiệu được bố trí tại mặt sau. Các phím cứng, cổng sạc, loa ngoài, dách cắm tai nghe hay khe cắm SIM được phân bố hợp lý trên các cạnh máy. So với đàn anh đi trước thì Mi 5C sử dụng thiết kế cao cấp hơn với độ hoàn thiện tốt hơn. Sản phẩm có 3 màu sắc để lựa chọn, bao gồm vàng phú quý, vàng hồng thời thượng hay đen nhám huyền bí hợp thời trang. Về màn hình, Mi 5C được Xiaomi trang bị màn hình nhỏ gọn kích thước 5,15 inch, độ phân giải Full HD kết hợp cùng tấm nền IPS LCD. Máy có viền màn hình mỏng cùng độ sáng có thể đạt tới 550 nit và khả năng chỉnh độ sáng thông minh theo môi trường. Cung cấp sức mạnh cho thiết bị là con chip do Xiaomi tự sản xuất mang tên là Surge S1 8 nhân, trong đó có 4 nhân hiệu năng cao, xung nhịp 2,2 GHz và 4 nhân tiết kiệm điện năng, xung nhịp 1,4 GHz đều là Cortex A53. Chip đồ họa Mali T860MP4 kết hợp cùng RAM 3GB và bộ trong 64GB cùng viên pin dung lượng 2860 mAh có hỗ trợ sạc nhanh. Theo bài test của GFXPen và AnTuTu thì con chip này của Xiaomi mạnh hơn một chút so với chip tầm trung như Qualcomm S625 hay MediaTek Helio P10 và Helio P20. Ngoài ra, Mi 5C sử dụng giao diện MIUI 8 dựa trên nền tảng Android 6.0 Marshmallow và sẽ được nâng cấp lên Android 7.1 Nougat trong thời gian tới. Về camera chính của Mi 5C có độ phân giải 12 MP, khổ độ f/2.2, đi kèm đèn flash LED hỗ trợ chụp trong điều kiện thiếu sáng, với nhiều tính năng thông minh, tiện ích, hứa hẹn đem lại những bức ảnh đẹp sắc nét. Bên cạnh đó kết hợp với camera selfie 8 MP, khổ độ f/2.2 tại máy trước. Xiaomi Mi 5C sẽ sớm được bán ra tại thị trường Trung Quốc với mức giá khoảng 5 triệu, mức giá tầm trung phù hợp với đại đa số người dùng, dành cho một smartphone thiết kế đẹp, camera tốt cùng chip độc lạ từ Xiaomi. Đây là sản phẩm hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo cộng đồng công nghệ trong thời gian tới. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm các sản phẩm đa dạng đến từ Xiaomi phổ cập phân khúc tầm trung giá từ 3 đến 5 triệu tại nhà rượu thông minh như Xiaomi Redmi Note 4 chính hãng giá 3.390.000 hay Fablet khổng lồ Mi Max giá 3.790.000. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại!